Hân Hoan chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nurama TV. Trong tuần này xin giới thiệu về diễn viên Phương Hành Chi và những bộ phim Quan ngữ đáng xem nhất trong năm vừa qua. Cô hiện đang là diễn viên sinh ngày 4 tháng 5 năm 2002, là ngoại kiều có gốc Trung Quốc, sở hữu chiều cao 1m62, từ khi còn trẻ đã thích mô quần vợt và diễn xuất. Phương Hành Chi bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2019 qua các vai diễn từ cổ trang cho đến hiện đại, tạo nhiều ấn tượng cho đông đảo khán giả về diễn xuất cũng như ngoại hình. Năm 2021, Phương Hành Chi đóng bộ phim Căn buồn ra khơi ngày nổi gió với độ dài 24 tập. Bộ phim có thể loại thanh xuân, kinh doanh, tâm lý xã hội và tình cảm lãng mạn. Đóng cùng với các diễn viên Ngô Lỗi và Mao Hiểu Tệ kể về hai chàng trai đam mê theo đuổi ngành công nghệ, thông tin và đạt được những thành tựu lớn về sự nghiệp cũng như tình yêu tuổi trẻ. Bộ phim nhận được vô số lời khen ngợi về những câu chuyện tình cảm, quan hệ nam nữ với nhau trong lĩnh vực phát triển công nghệ tưởng chừng khô khan nhưng lại hết sức ấm áp và ngọt ngào. Năm 2020, Phương Hành Chi đóng bộ phim Trăm năm hòa hợp ước định một lời với độ dài 28 tập, mang thể loại thanh xuân học đường, tâm lý xã hội, gia đình và ngôn tình lãng mạn. Đóng cùng với nam diễn viên Dương An Vũ trong câu chuyện kể về đôi nam nữ đã nảy sinh tình cảm từ thời học phổ thông cho đến lúc trưởng thành và theo đuổi sự nghiệp kéo dài nhiều năm. Bộ phim được nhiều người quan tâm và khen ngợi với tình tiết câu chuyện về tình yêu nhiều gian nan trắc trở vì những lối sống khác nhau nhưng vẫn giữ được những tình cảm riêng tư hết sức tốt đẹp. Năm 2020, Phương Hành Chi đóng bộ phim Công tử ta cưới chàng chắc rồi có độ dài 12 tập với thể loại cổ trang lịch sử, hài hước, giả tưởng, võ hiệp và tình cảm lãng mạn. Đóng cùng với nam diễn viên Khu Sĩ Luân qua câu chuyện kể về nàng tiểu thư giàu có bị từ hôn mấy lần đã vướng vào một vụ án liên quan đến vị thái tử đương kiều. Bộ phim nhận được vô số lời khen ngợi với những câu chuyện hài hước vui nhộn của đôi nam nữ trong chốn kinh thành cổ xưa qua việc điều tra khám phá một vụ án với nhiều hiểm họa. Hy vọng mọi người yêu mến và ủng hộ nhiệt tình những bộ phim đặc sắc của nữ diễn viên Phương Hành Chi. Cảm ơn vì đã xem hết video. Hẹn gặp lại vào những dịp khác và xin chào tạm biệt.